Xin chào các anh chị các bạn, chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với series video khóa học Facebook Marketing chuyên nghiệp và chuyên sâu bởi giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Tôi là một giảng viên chuyên gia trong lĩnh vực Marketing Online có từ năm 2012 tới nay, đã dạy cho rất là nhiều doanh nghiệp rồi. Có lẽ chúng ta cũng đã học với nhau rất nhiều video rồi, ta sẽ bỏ qua những cái phần như vậy. Bây giờ video này tôi sẽ hướng dẫn và trao đổi với các anh chị một số những cái nội dung liên quan đến tiêu chuẩn cộng đồng dành cho fanpage và Facebook profile. Tôi xin nhắc lại là tiêu chuẩn cộng đồng dành cho fanpage và profile. Tại sao tôi lại có cái video này, bài học này? Là bởi vì chúng ta thường có thể một số cái tỷ lệ nhỏ là bị xóa mất fanpage hoặc là bị khóa mất fanpage hoặc là bị hạn chế bởi vì chúng ta không biết hoặc vô tình đã đăng một số những cái nội dung mà thuộc cái tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook. Tức là chúng ta vi phạm vào những điều mà họ không khuyến khích, đúng không? Thế thì các bạn có thể làm như sau. Thứ nhất là các bạn search Google, tìm cho tôi là Facebook tiêu chuẩn cộng đồng hay là tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook, hay tiếng Anh là Facebook Community Standard, đúng không ạ? Thì nó sẽ ra cái đường link là facebook.com/community-standard này, đúng không? Thì ở đây có cả bản tiếng Việt, thì tôi cũng vừa nói tôi vừa quay video cho mọi người xem thêm. Thì ở đây nó rất là hạn chế những cái nội dung liên quan đến bạo lực, phạm tội, an toàn, nội dung phản cảm, tính toàn vẹn và xác thực, tôn trọng bản quyền sở hữu trí tuệ, những yêu cầu liên quan nội dung, yêu cầu của người dùng, biện pháp bảo vệ bổ sung cho trẻ vị thành niên, vân vân. Đấy. Thế thì ví dụ như là bạo lực, đúng không? Đấy, bao gồm là nó sẽ hạn chế cái việc là chúng ta đăng những cái hình ảnh, những cái nội dung có liên quan đến bạo lực. Chúng ta cũng không nên công khai những cái nội dung có tính chất khủng bố, có tính chất thù địch, vân vân, đúng không? Buôn người hay lừa đảo gì đó, đúng không? Hay là khuyến khích hoặc quảng bá các hành vi phạm tội. Đấy, ý là như vậy. Thế rồi thì về an toàn, thì an toàn ở đây ví dụ như là nó kiểm soát những cái vấn đề về tự tử hay là tự gây thương tích. Ví dụ bạn live stream cắt máu này kia là nó sẽ không ok, đúng không? Hay là bạn đăng những cái hình như vậy, đúng không? Hay là ảnh khỏa thân, hay là ảnh nhạy cảm, ảnh hở nhiều da thịt. Đấy, hoặc là ảnh trẻ em, ảnh bóc lột tình dục liên quan đến trẻ em và người lớn, vân vân. Bắt nạt, quấy rối tình dục hay là quấy rối làm phiền. Đấy, hoặc là vi phạm các cái quyền riêng tư của Facebook. Các cái nội dung phản cảm như là có ngôn từ thù địch, có ngôn từ rất là bức bối, đúng không ạ? Hay là nội dung phản cảm hoặc là bạo lực, hoặc là ảnh khỏa thân của người lớn, hay là các ảnh hoạt động hay là video hoạt động về tình dục, vân vân. Đấy, độc ác và thiếu tế nhị, những cái nội dung của nó đây các bạn có thể search vào đây. Hoặc là ngôn từ gây ra phân biệt chủng tộc, vân vân, đúng không? Đấy, tính toàn vẹn thì ở đây nó rất là sợ những cái vấn đề về spam, là chúng ta gửi thư giác nhiều, gửi tin nhắn nhiều, chúng ta kết bạn nhiều, chúng ta mời kết bạn hay là chúng ta đăng bài trên các group spam nhiều thì cũng bị hạn chế. Chúng ta đưa thông tin sai lệch cũng bị hạn chế, đúng không ạ? Hoặc là cái vấn nạn tin giả, đúng không ạ? Đấy. Đặc biệt là các vấn đề về sở hữu trí tuệ. Ví dụ như là mình lấy một cái video của người khác, mình đăng lên fanpage của mình hay là Facebook của mình, mình lấy một cái ảnh người khác mình đăng lên. Hoặc là những cái sản phẩm thương hiệu cao cấp như Gucci, Prada, LV mà mình đăng lên fanpage của mình, rất có thể một thời gian fanpage của mình sẽ bị chết, tức là bị khóa, bị xóa, bị hạn chế, hoặc tài khoản quảng cáo của mình cũng sẽ bị chết, bị xóa, bị khóa, đúng không ạ? Thì đấy là một số những cái mà tôi muốn chia sẻ. Thì các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn ở trong cái phần Community Standard của Facebook, hoặc là lên các group chuyên về Facebook hoặc chuyên về social media thì họ cũng sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn. Cái video này thì tôi chỉ hướng dẫn một cách sơ lược rằng là chúng ta nên quan tâm đến vấn đề tiêu chuẩn cộng đồng. Những cái gì mà nó gây ám ảnh, gây thù địch liên quan đến các cái vấn đề về bạo lực, liên quan đến vấn đề về tình dục, liên quan đến vấn đề về trẻ em, liên quan đến vấn đề về khủng bố, bản quyền, sở hữu trí tuệ, vân vân, thì chúng ta nên tránh. Thế còn chúng ta cứ đăng những cái bài viết mà nó cũng rất là bình thường thôi, nó khuyến khích, nó tích cực thôi thì không có vấn đề gì cả. Bởi vì mọi người cũng mong muốn như vậy. Hoặc là chúng ta đừng copy bài, hoặc là đừng download video về, mà chúng ta sử dụng phương pháp share, tức là chúng ta chia sẻ thì vô tư. Thế mà chúng ta lại tải một cái video có bản quyền âm nhạc về, xong chúng ta up lên trên Facebook của chúng ta thì chúng ta sẽ có thể
sẽ bị vi phạm hoặc là bị phạt, hoặc là bị khóa, bị xóa rất là nhiều, đúng không? Đặc biệt là đối với những cái fanpage mà các anh chị và các bạn bán sản phẩm là hàng hóa hữu hình mà liên quan đến những cái hàng hiệu, hoặc là bán hàng hóa dưới dạng dịch vụ mà liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ, bản quyền, thì chúng ta cũng sẽ có thể phải đối mặt những cái vấn đề mà Facebook người ta sẽ phạt chúng ta, hoặc là người ta nặng nhất là chúng ta khóa, xóa fanpage hoặc là tài khoản profile, khóa tài khoản quảng cáo, đúng không ạ? Ok, một lần nữa xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Video này nói về tiêu chuẩn cộng đồng trên Facebook, fanpage và profile group cũng như vậy, được chưa ạ? Chúng ta hạn chế, chúng ta hãy đọc nó, hãy nghiên cứu nó để tránh vi phạm. Xin chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn.